Bạn đang chứng kiến mẫu xe điện đầu tiên của Việt Nam chinh phục thế giới. VF9, thiết kế mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn. Công nghệ thông minh, cá nhân hóa. Cùng khả năng vận hành ấn tượng. Chính thức mở bán toàn cầu từ ngày 6 tháng 1, 2022. VinFast, cùng bạn bứt phá mọi giới hạn.